Ok, hello, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Duy Khải Gaming. Và Duy Khải chúc anh em xem video vui vẻ nha mọi người. Và ở video này thì hồi nãy Khải đã ăn nem độc rồi. Thì up được 2 cấp rồi. Bây giờ Khải tiếp tục ăn nem độc nha anh em. Để up cấp ăn nem độc, và nếu như được lệnh bài boss thì Khải sẽ bán nha anh em. Nói chung là event này tính ép là tốn hết 2000 vạn. 2000 vạn là tốn 5 kim 6 xu anh em. Để cho 5 kim 5 xu đi. Và tốn thêm 50k điểm tốn kim thì khoảng 1 kim 5 nữa anh em. Khoảng 1 kim 6 nữa đi. Là một đo 50k điểm là khoảng 800 xu chứ. 800 xu thì tính ra khoảng tầm 6 kim. Event này hệ thống có tầm 6 kim. Giờ không biết ăn hết là có thu lại được cái gì hay không đây. Anh em cùng chờ đợi kết quả thử như thế nào đây. Đây, cắn. Từ trước khi cắn đợi tí, khai cắn may mắn luôn. Đây anh em. Anh may mắn. Rồi. Dứt. Ra ngồi đứng chơi. Kiếm khoảng tầm 5 đến 7 cái lệnh bài boss là ok anh em. Còn mà được 10 cái lệnh bài boss là hòa. Nếu được 10 cái là hòa nha anh em. 10 cái thì hòa. Lời được kinh nghiệm. Đó. Còn không ra được 10 cái còn như là lỗ. Ráng khoảng 5-6 cái đi anh em. Mong cho 5-6 cái là được. Năm độc bùa của bang nha anh em. Năm bùa của bang nhưng mà ai cũng khá, nhưng mà khá tự ăn thôi. Vẫn chưa có gì nè. Em 1000 cái được 400 triệu nè. Chắc Khải nghĩ là 93 gần 94, gần 95 cấp ấy. Gần lên 94, gần lên 95 cấp ấy. Up lên năm độc cho nó nhanh, bùa cho bạn cho nó khỏe nè. Ôi, gần 250 cái mà chưa cái gì nè em ơi. Má số nhỏ vậy. Ra đây là mày boss đâu? Là mày boss đâu bà con? Chưa thấy lần mày boss nào luôn. Lần mày boss đâu? Event này là event tiền vạn nha anh em. Event show thì lúc nãy ăn rồi. Trong ngày hôm nay là con năm độc này full 2 event đấy. Chưa thấy luôn. Chưa thấy một lần mày boss nào luôn. Vãi trưởng. Vãi trưởng linh hồn. Rồi 250 cái ra đi. Chưa có lần mày boss nào luôn. Đậu xanh nhưng mà đen vậy. Đậu xanh. Cho 5-7 cái đi anh em. 1000 cái lại cũng được 5-7 cái hả? Một cái nhẫn kim phong làm gì đây? Cho cái giày kim phong đi. Tại vì ếch này đang bị min sức mạnh nè. Cho cái giày kim phong đi. Mang cho nó chạy nhanh tí. Cho cái giày kim phong đi đại ca. Cho lệnh bài boss đi. Gì mà không có cái lệnh bài boss nào thế này. Cố lên. Lệnh bài boss đâu? Mày bắt đâu? 350 cái rồi nè. 350 cái rồi. Vẫn chưa ra gì. Vãi trưởng. Vẫn chưa ra gì. Một cái lời mày bắt. Vãi nồi. Đổi thành khác hả? Đồ. Tính ra đồ xanh. Anh gần 500 cái rồi nè. Đồ đúng một lần bài bắt. Vãi trưởng. Và là lý rồi. Một đai kim phong, đậu xanh má cần đổi giày không cho. Cho đai làm gì? Rồi, qua làm ăn tiếp tục. Mày bắt đâu? Đục mấy một cái nè, đục ghê vậy, đục 1000 cái kiếm 5-7 cái, gù giống 2 cái rồi. Hai cái rồi. Bình kinh. Kiếm 5-7 cái rồi nè. 2 cái rồi. Cái này 3 cái rồi. Ngon. Cố gắng. 4 cái rồi. 5-7 cái rồi vốn rồi nè. 5-6 cái, 7 cái rồi. 7 cái rồi. 5 cái rồi, 6 cái rồi. 6 cái rồi nè em ơi. Còn 250 cái nữa. Qua thằng khác tiếp. Nhờ cái người ở đâu đây ta? Đại lý Phương Tương. Cố gắng chục cái lấy hòa coi. Chục cái lấy hòa coi. Mấy số cái nè em ơi. Ôi, má Phương Tương. Ôi, 7 cái rồi, cố lên. 8 cái, 9 cái cho hòa vốn ơi. 7 cái rồi nè.
một cái 700 xu ấy. Rồi hết rồi, qua một chỗ khác. Phương Tường hả? Phương Tường rồi, giờ đến Tương Dương. Tương Dương rồi, Tương Dương nãy chưa đứng. Rồi Tương Dương vài cái rồi, kiếm hai cái nữa, hai cái nữa đẹp, hai cái nữa đẹp, hai cái nữa hò đẹp anh em ơi, hai cái nữa lời kinh nghiệm mà đẹp anh em ơi. Bảy cái rồi, ôi chà, không có em ơi, hai cái rồi. Tương Dương chưa có cái nào. Rồi rồi, tám cái, tám cái rồi, kiếm hai, một cái nữa, một cái nữa hò vốn, một cái nữa hò vốn, một cái nữa hò vốn. Rồi ok, sáu mươi cái qua thành khác. Tương Dương rồi, Thành Đô, Thành Đô chưa ăn nè. Đó, còn 50 cái bói tại Thành Đô. Một cái cuối cùng ơi, may mắn quá em ơi, tầm 8 cái là thấy ok rồi đấy. Rồi những cái cuối cùng. Rồi hết luôn, 8 cái nè em ơi, quá đẹp. Tính ra khả tính nhẹ nhẹ 70 xu thôi, 70 xu nhân cho 8, 5 kim 6, tính ra khả lỗ, khai lỗ tầm 1 kim anh em, khai lỗ tầm 1 kim mà lên được 1 cấp. 1 cấp. Ừ. 1 cấp với lại 50%. Đó cũng được. 1 cấp 50%. Rồi. Ok rồi, má bà cái này vứt thôi. Bà này 5 ngày á. Kim Phong 5 ngày á. Kim Phong 5 ngày á. Ok rồi, ngon rồi em ơi. Đây, cái này vứt thôi. Đó, được mấy cái. Rao lên bằng 800 xu. Nó coi rao, rao thử ai mua anh em, rao thử ai mua anh em. Những đại gia sang bot thì họ mua thôi anh em. Rao 8 xu thử ai mua anh em. Biết lời hay lỗ, tại vì mình rao thử anh em, mình rao thử mới biết lời hay lỗ. Nói chung là mấy cái đồ này cho anh em thôi. Đai lưng thì cho ông kia rồi, còn cái nhẫn thì cho anh ngéo độc. Ok.